Bài đầu tiên đó là alken cộng hydro. Mời các em tập trung lên trên này. Đó là điều kiện để xảy ra phản ứng bắt buộc phải ở nhiệt độ cao và phải có chất xúc tác. Các bạn nên lưu ý một điều cho thầy, đó là phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng của alken cũng như của các hợp chất hữu cơ không no. Khi alken tham gia phản ứng cộng, ngoài cộng hydro còn có cộng brom, nghĩa là làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom. Cộng HX như cộng nước, như cộng halogen, hydro halogen để tạo dẫn xuất. Cộng nước là phản ứng hydrat hóa để tạo rượu. Từng chuyên đề một chúng ta sẽ nghiên cứu, nhưng quan trọng nhất vẫn là phản ứng cộng hydro của alken. Ta có phương trình tổng quát, đó là CnH2n cộng hydro niken nhiệt độ sẽ thu được alkan. Ví dụ như sau, ta lấy C2H4 cộng hydro ra C2H6 hoặc là gì? Đó là C3H6 cộng hydro ra C3H8. Có thể C2H4 và C3H6 còn dư và cũng có thể hydro còn dư. Các bạn nên lưu ý cho thầy, trong vấn đề trình bày về lý thuyết cũng như vấn đề về ví dụ thì thầy cập nhật luôn và thầy ghép luôn lại thành phương pháp giải toán cộng hydro của alken. Do đó các bạn cần tập trung lên để theo dõi thầy đặt vấn đề như thế nào, từ đó chúng ta có thể triển khai trong bài tập được. Thì cái hỗn hợp ban đầu này đó là gồm có C2H4 và C3H6 có cả hydro. Khi cho vào bình kín rồi đem nung nóng lên có niken xúc tác thì sẽ thu được một hỗn hợp mới là hỗn hợp Y. Hỗn hợp mới này gồm có các alkan mới sinh ra và có thể có các alken đang còn dư như C2H4, C3H6 và có thể hydro còn dư, nghĩa là phản ứng xảy ra chưa hoàn toàn nhưng cũng có thể phản ứng sẽ xảy ra hoàn toàn. Cái này các bạn nên lưu ý cho thầy. Vấn đề đặt ra đó là người ta thường dùng phản ứng này để điều chế alkan từ alken tương ứng bằng một phản ứng trực tiếp. Lưu ý cho thầy là bằng một phản ứng trực tiếp, nghĩa là chỉ một phản ứng duy nhất là ra được. Có nghĩa rằng alkan và alken sẽ có cùng số nguyên tử carbon. Khi chúng ta làm toán cộng hydro của alken thì chúng ta phải áp dụng triệt để nguyên lý bảo toàn khối lượng cũng như bảo toàn mol nguyên tử. Cái vấn đề về nguyên lý bảo toàn khối lượng và bảo toàn mol nguyên